Từ thời điểm The Black Label xác nhận ra mắt nhóm nhạc nữ mới, khán giả đã đặt rất nhiều kỳ vọng rằng Mel VV sẽ là thế hệ kế thừa hoàn hảo của nhóm nhạc đàn chị Blackpink. Được biết, âm nhạc của Mel VV do Teddy trực tiếp sản xuất. Teddy là cái tên không còn quá xa lạ đối với khán giả yêu nhạc Hàn Quốc, được mệnh danh là phù thủy âm nhạc khi tạo nên những bản hit đình đám của Blackpink, 2NE1 và cả Big Bang. Tuy nhiên, sau khi MV debut được ra mắt, tân binh nhà The Black Label nhận về phản ứng không mấy tích cực từ người nghe. Cụ thể, tổng quan ca khúc debut của Mel VV bị đánh giá là khó ngấm, beat nhạc bắt tai vẫn do Teddy nhào nặn nhưng lại không tạo được sự bùng nổ như kỳ vọng. Nhiều người đã cho rằng cảm xúc họ hoàn toàn trôi tuột sau khi thưởng thức Mel VV, hoàn toàn chưa đủ sức để có thể khiến họ replay lại nhiều lần. Giọng hát của các thành viên Mel VV trong ca khúc này không tệ nhưng lại không có nét đặc trưng để khán giả có thể nhớ đến. Về khoản này thì Blackpink lại làm rất tốt bởi ngay từ MV debut là Bombaya, màu sắc riêng trong giọng hát của các thành viên được khai thác một cách triệt để, tạo ấn tượng mạnh mẽ. Ngoài ra, phần lyric sáo rỗng cũng như MV không quá đầu tư của Mel VV cũng khiến một bộ phận khán giả tỏ rõ sự thất vọng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đây chỉ mới là sản phẩm chào sân của tân binh nhà The Black Label. Biết đâu ở những ca khúc tiếp theo, nhóm sẽ có sự bứt phá hơn thì sao? Trước đó, ở buổi họp báo ra mắt truyền thông và công chúng trước thềm phát hành ca khúc đầu tay Mel VV của nhóm, các thành viên lần lượt chia sẻ cảm xúc của mình và tham vọng dẫn đầu Gen 5. Theo đó, cả 5 thành viên Soin, Ella, Anna, Naureen, Gawon đã có mặt tại sự kiện với diện mạo chỉn chu. Đội hình của nhóm được đánh giá là rất hài hòa, với chiều cao gần như đồng đều. Hầu hết, các thành viên trong nhóm đều cao trên 1m7, họ cũng thể hiện thần thái ấn tượng, sự tự tin không giống như một tân binh vừa ra mắt. Sau sân khấu trình diễn đầu tiên, Gawon bày tỏ, "Tôi rất vui vì cuối cùng cũng được giới thiệu ca khúc Mel VV với thế giới. Tôi thực sự hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu mà mình đã mơ ước từ lâu. Tôi rất biết ơn những người đã ủng hộ và giúp đỡ tôi cho đến nay." Ella tiếp lời, "Tôi cũng vô cùng biết ơn, tôi nghĩ mình sẽ không thể quên khoảnh khắc này trong suốt quãng đời còn lại. Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng Mel VV được mọi người nhớ đến như một nhóm nhạc xuất sắc." Anna giải thích thêm về tên nhóm Mel VV, "Chúng tôi sẽ thể hiện những ca khúc hay và mang màu sắc mạnh mẽ, nhưng mặt khác, chúng tôi cũng có khía cạnh dễ thương và dịu dàng. Chúng tôi muốn thể hiện hai khía cạnh này cùng lúc nên đã chọn âm thanh sang trọng nhưng đáng yêu của tiếng mèo kêu." Chiến lược độc đáo của Mel VV để tồn tại trong cuộc chiến khốc liệt giữa các nhóm nhạc nữ là cá tính và sự hòa hợp. Ella tự tin tuyên bố, "Mỗi thành viên đều có một vũ khí nhất định và sức hút của chúng tôi sẽ trở nên tuyệt vời nhất khi chúng tôi làm việc cùng nhau." Theo Naureen, "Tôi nghĩ điều quan trọng là tính cá nhân, mỗi người phải có một tính cách rõ ràng, một tinh thần thử thách để vượt qua những hạn chế và một trái tim tôn trọng điều đó." Khi được hỏi về những hoạt động muốn thực hiện trong tương lai, Suin bày tỏ, "Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là sân khấu. Tôi muốn cả nhóm hát cùng nhau, giao lưu với khán giả thông qua các buổi biểu diễn vòng quanh thế giới." Anna một lần nữa thể hiện khát vọng táo bạo của một tân binh. "Tôi hy vọng khán giả sẽ nghĩ đến một hình ảnh rõ ràng khi nghe đến cái tên Mel VV. Tôi muốn nghe mọi người nói đúng như mong đợi ở Mel VV." Trong khi Naureen thể hiện quyết tâm, "Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để trở thành một nhóm nhạc đại diện cho thế hệ thứ 5."